Sau khi bị cháy vào tháng 1 năm 2023, chợ Dân Sinh nằm trong khu trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, với diện tích gần 1.400 m² đã được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải nâng cấp cơ sở vật chất cũng như hệ thống phòng cháy chữa cháy với kinh phí hàng tỷ đồng, đảm bảo an toàn cho tiểu thương cũng như bà con trong chợ. Theo đó, công ty đã cải tạo, nâng cấp đổ bê tông nền chợ, lập tôn kiên cố mái chợ, đầu tư hệ thống điện tổng đồng bộ, trang bị 30 bình cứu hỏa mới cùng 4 họng nước chữa cháy công suất lớn hoạt động tốt, kết nối với bể nước 500 khối, tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng, trên 50 tiểu thương với hàng chục gian hàng thường xuyên được ban quản lý chợ tuyên truyền tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy.